Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cũ, mình là Bảy Bình Bông. Năm ngoái 2022 là năm của Naheda, là năm của Linlow. Trong rất nhiều những danh sách nhân vật mới xuất sắc nhất của năm 2022 thì luôn có nhân vật đó là Naheda và Linlow ở trong đó. Nhưng mà giờ đã là ngày cuối cùng của năm 2023 rồi. Chính vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với top 5 nhân vật mới ngon lành cảnh đào nhất của năm 2023 theo bình chọn của người chơi ở trên Yahoo Blog nhé. Có lẽ thì các bạn sẽ gặp những cái tên rất quen thuộc ở trong video này, chỉ là không biết là các bạn đã sở hữu nhân vật đó hay chưa mà thôi. Rồi, không dài dòng nữa, chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Intro nào. Số 5, Ahaitham. Câu cửa miệng của Ahaitham chính là tôi chỉ là một học giả yếu đuối mà thôi. Nhưng mà sự thật thì Ahaitham luôn nằm trong top những DPS siêu mạnh của hệ thảo The Cinebank. Ahaitham tập trung vào các đòn tấn công nhanh và gây sát thương nguyên tố thảo. Nếu mà các bạn căn thời gian hồi chiêu chuẩn chỉ đấy thì rất dễ dàng để có thể khiến cho Ahaitham luôn gây được cái sát thương nguyên tố thảo mà không cần phải chờ đợi. Việc này giúp cho Ahaitham gây sát thương rất lớn khi kết hợp với những đội hình nở rộ hoặc là sinh trưởng. Ngoài ra thì đồ đạc của Ahaitham cũng khá là thân thiện với cả fit to play. Ví dụ như cá nhân của bầy tôi thì vẫn đang dùng cái thần kiếm Lê Minh dành cho Ahaitham và vẫn đi qua La Hoàn 12 bình thường, đầu tư ít, giá trị cao. Số 4, Furina. Vị thủy thần đại nhân của chúng ta, hoặc có thể gọi là thủy thần ở trong người chơi, người hâm mộ cũng được. Bởi vì là cái vở kịch 500 năm của cô ấy đã đủ để minh chứng tất cả mọi thứ rồi. Trên nhiều diễn đàn thì còn bầu chọn rằng là Furina chính là vị thần tuyệt vời nhất của Tevat khi mà chạm được đến cõi lòng của người chơi. Trong gameplay thì Furina có khả năng hỗ trợ rất tốt nhờ vào kỹ năng thiên phú của bản thân mình. Thêm việc cô nàng này mang hệ thủy, hệ nguyên tố quốc dân, thế nên việc kết hợp đội hình cũng dễ dàng hơn rất nhiều so với những hệ khác. Mặc dù là trong một số ải La Hoàn nhất định thì Furina sẽ lép vế đôi chút so với cả các vị thần khác như Thảo Thần, Lôi Thần hay Nham Thần. Nhưng mà không thể phủ nhận rằng là Furina xuất hiện thì đang giúp cho cái đội hình của các bạn nó thoải mái hơn rất nhiều về cái sát thương cũng như là về phần hỗ trợ cấp thủy, đúng không nào? Số 3, Baizhu và Giao Giao. Thật ra thì trong vị trí số 3 này vốn chỉ có Baizhu mà thôi, nhưng mà nhiều bình luận đã mong muốn rằng là Giao Giao cũng được nhắc tên, khi mà cô bé này cũng rất đáng yêu và khả năng hỗ trợ team cũng không hề thấp so với cái giá trị 4 sao của bản thân mình. Đầu tiên là Baizhu. Có nhiều anh em đã bình luận ở trong video bí mật của Baizhu của bầy tôi rằng là team nào mà các bạn ấy cho Baizhu vào ấy thì team đó bất tử luôn. Với khả năng hồi máu tốt, còn có cả khiên ở kỹ năng nộ nữa. Thế nên là Baizhu luôn là cái lựa chọn hàng đầu khi mà người chơi tìm kiếm một hồi máu tốt của hệ thảo. Còn với Giao Giao thì cô bé ngoài cái dáng vẻ đáng yêu này, khả ái của bản thân mình thì bộ kỹ năng của cô bé cũng rất phù hợp với một hỗ trợ hồi máu hệ thảo. Điểm mạnh của Giao Giao chính là cái giá trị đầu tư thấp, chỉ có 4 sao mà thôi, chắc chắn là luôn rẻ hơn 5 sao rồi. Newbie thì hoàn toàn có thể chơi được. Khả năng hồi máu tốt này, chả thua kém bất cứ một ai. Nếu mà để chọn một nhân vật hồi máu của hệ thảo mà chơi kiểu fit to play các thứ đấy thì Giao Giao sẽ là một cái lựa chọn dễ sở hữu hơn so với những hồi máu của hệ thảo khác. Số 2, Navia. Mặc dù là vừa ra mắt trong thời gian rất là ngắn nhưng Navia lại được ưu ái xuất hiện ở trong danh sách này. Đơn giản bởi vì cô ấy chính là cái dấu mốc đầu tiên của hệ nham khi chuyển sang chơi team nham kết hợp với những nguyên tố khác, chứ không phải là thuần nham như trước kia nhé. Việc thay đổi meta hệ nham của miHoYo cũng góp phần rất lớn vào cái sự thành công của Navia. Navia là một DPS ổn với sát thương cực lớn. Bởi tôi vẫn nhớ rằng là có anh em bình luận ở trong cái video là Navia build của bầy tôi đó, thì bạn ấy có mở cái giao diện thử thân thủ của Navia và không làm bất cứ một cái gì cả, chỉ bắn một cái E đơn giản mà đã hơn 100.000 dam. Vậy là bạn ấy quyết định roll luôn Navia chứ không cần phải nói nhiều. Rất là chân thật đúng không? Đặc biệt là dành cho anh em nào mà hay lật vũ khí như là kiếm chó các thứ đấy, thì Navia hoàn toàn có thể sử dụng được cây kiếm chó này khi mà các bạn không có chấn của Navia nhé. Số 1, Neuvillette. Có lẽ vị trí top 1 sẽ không còn xa lạ gì với tất cả các bạn khi mà Neuvillette Anh Long xuất hiện. Anh chàng dòng nước của chúng ta được đánh giá rất cao không chỉ là trong năm 2023 mà là trong 3 năm qua của Genshin. Từ khi mà cái trò chơi này ra mắt ấy, Neuvillette là một trong những DPS mạnh nhất của Genshin Impact của miHoYo đã tạo ra. Với khả năng gây sát thương hệ thủy thuần túy thôi, Neuvillette chỉ đơn giản là trọng kích càng nhiều càng tốt, sau đó thì vượt qua tầng 12 mà thôi. Neuvillette cũng hoạt động tốt ngay cả ở cung mệnh không và không có chấn. Vì vậy với fit to play ấy, thì chả cần phải dùng thẻ visa của mình làm cái gì cả. Cách build đồ của Neuvillette thì cũng dựa rất nhiều vào HP, thế nên là cũng không làm khó được cho anh em newbie. À, mới đây thì có một pro player đã dùng Neuvillette của bản thân mình. Anh ấy chỉ dùng Neuvillette C0 này và pháp khí là cái mẫu kim phách rèn được đấy, đi qua La Hoàn 12 mùa này đó các bạn. Vậy thì đã đủ để các bạn có thể cảm thấy mình may mắn khi sở hữu được Neuvillette trong đội hình của mình chưa nào. Trên đây là top 5 nhân vật mới xuất sắc nhất của năm 2023 được bình chọn trên trang Yahoo Blog. Thật ra thì là có 6 nhân vật. Các bạn đã sở hữu được bao nhiêu nhân vật trong danh sách trên rồi?
Hãy chia sẻ nó dưới phần bình luận cho tất cả mọi người cùng biết nhé. Giờ thì Bảy xin gửi lời chào, lời chúc năm mới vui vẻ và nghỉ lễ an toàn đến với tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye and see you again.